Rồi, xin chào chị các bạn trở lại với channel Hồng Xe Hơi. Thời điểm này thì ở bên Bắc Ninh cũng có khá nhiều showroom xe cũ uy tín rồi. Cá nhân em thì vẫn làm với một vài showroom như là Hà Nội K này. Hiện nay thì có thêm Bắc Ninh K. Ngoài ra thì mình có thể lưu ý thêm một số như là ô tô Linh Đàm hoặc là Auto 266 Nguyễn Xiển của bên chuyên VinFast. Thì hôm nay thì em quay nhanh cho anh chị một cái Ranger, bản này là bản XLS một cầu số tự động màu xanh. Xe này là xe của công ty Hàn Quốc nhé. Đây, vẫn còn nguyên biển 99LD. Xe mộc 2019 rất đẹp, bên em chào bán là 525 triệu có thương lượng. Xe 2019 nhập Thái, nên ghế còn nguyên nỉ này. Các bác nhìn, vô lăng thì cũng khá là mới. Đó. Đây mình nhìn ghế lái này, có thể thấy được cái ô đô và cái tình trạng xe. Đấy, xe này thì bên em đang đi là 4 vạn 5 nhá. 45.471 km. Nguyên ghế nỉ, đã lên nắp thùng cao rồi. Đấy, dán phim trải sàn, sàn cũng sàn da rồi. Đấy, các bác nghe tiếng đóng cửa của xe nhập Thái nó cũng rất là khác với xe bây giờ. So với bản ngày trước thì từ 2021, 2022 là bắt đầu chúng ta là lắp ráp tại Việt Nam. Lắp ráp tại Việt Nam thì như bản đèn LED chữ C bây giờ thì chúng ta có thêm app của điện thoại như là lên xuống cửa kính này, đèn nổ từ xa hay là định vị GPS. Thì cái bản này mình thuần về cái chất xe hơn, sẽ nhập Thái này, đóng cửa, khung gầm chắc chắn. Đó, cái chất lượng xe thì bên em cũng có đầy đủ đảm bảo cho quý anh chị khách hàng mua xe khi mà mình mua tại Bắc Ninh. 535, 535 thì nó cũng rất là sát với giá thị trường đấy. Các bác mua thì thời điểm này xe 2022 nó sẽ rơi vào khoảng gọi là dàn 600, xe lướt 2022. Xe mới ra biển thì bây giờ nó khoảng 700, 707 là 35 triệu mặc định chung. Còn xe cũ bây giờ thì đa phần em bán là 18, 19, 19 thì giá chung là khoảng tầm 52, 53, màu trắng đắt hơn một chút. Đấy, còn lại thì hiện tại thì bên em vẫn còn một vài xe. Xe màu xanh này thì cũng mới về. Ngoài ra thì cửa hàng vẫn còn rất nhiều xe. Eco này thì bán rồi. Đấy, Vios 22 thì bán rồi. Thời điểm trước thì có rất nhiều Vios. Đấy, mình có nhu cầu có thể alo trực tiếp qua bên em nhé. Đây em vào trong quay luôn cho anh chị. Morning SE, xe này thì bọn em bán dưới 300. Đấy, xe này thì bán rồi. Vios này bán rồi. Đấy, ngoài ra bọn em có Vios phong cũ này. Brio RS giá trên 400 quay đầu. Xe mới rất là đẹp và còn hai chiếc City. Bác nào có nhu cầu, phong cũ phong mới luôn nhé. Đỏ phong cũ này, RS phong mới này. Nhu cầu alo trực tiếp qua bên em xem xe nhé. Rồi, em quay nhanh qua một chút về cái vài mẫu xe có cửa hàng. Có gì các bác cứ book máy alo trực tiếp giúp em.